Ngày xưa có vợ chồng Thạch Sùng nghèo nàn, không vốn liếng đất đai, phiêu bạt đến làng này từ lâu. Ngày ngày chui ra chui vào túp lều rách cuối làng. Hai vợ chồng đi xin ăn khắp nơi, nhưng không phải để đắp đổi qua ngày, mà là để tích lũy cho giấc mơ giàu sang. Nè, hôm nay có họp chợ, tôi với bà cùng đến chắc không xin được gì đâu. Để tôi ra chợ, còn bà đi lên phía đường lớn vào đình làng coi sao. Tôi biết rồi, tiện thể tôi ra ruộng xem có nhặt được gì không. Nhặt được nhiều thì ghé chợ bán lấy tiền nha. À, đưa thêm cái túi vải nữa cho tôi. Nếu xin được gạo hay rau củ, tôi còn cất cho kín, đừng để người ta nhìn thấy, họ lại không cho nữa. Nếu xin được miếng thịt, còn tép, thì ông đem về để tôi nấu cơm nha. Ủa, con tiền đâu rồi? Con tiền đâu? Tiền ơi, tiền, về đây tiền ơi. Nè tiền, có kiếm được gì ăn chưa? Sao mày đi lâu quá vậy? Ở nhà nhớ coi chừng nhà nghe chưa? Tối về tao cho mày ăn. Rau đi chị ơi. Rau đây, rau sạch đây. Rau đi con. Tôi gửi 8 xu tiền rau nha. Ừ trời ơi, bà hai đưa dư tiền rồi, dư tới 5 xu. Đây là tiền tôi cho sắp nhỏ mua quà giặt, bà cứ cất đi. Dạ thưa bà hai đi chợ sớm ạ. À. Bà hai, để con phụ bà. À, may quá, gặp ông ở đây, tôi đang định đi chợ về ghé qua nhà gặp hai vợ chồng nè. À, dạ, dạ, bà cần dạy điều chi? À, nhờ ông bà qua giúp bên nhà phụ tiệc thôi nô cho con trai tôi. Nhiều thứ phải làm quá, sợ không đủ người, không làm kịp. À, dạ được, dạ được. Hai vợ chồng con sẽ qua liền. Sẵn đây con xin chúc mừng cậu cả hiền tròn tuổi. Chúc mừng ông bà. Tiền, trời ơi tiền, quá trời luôn. Ông làm cái gì vậy? Tại sao lại cướp đồ của tôi? Tôi lãng mài bà, tôi nghèo lắm. Đừng có lấy đồ của tôi mà. Của tao, đồ này là của tao. Buông ra, mày tưởng tôi không biết hả? Không, đây là đồ của tôi mà. Bơ người ta. Cướp, cướp, cướp đồ của tôi. Cứu, cứu dài. Tao cứ cướp được. Mày la to lên đi, la lớn lên đi. Mày nhìn thấy, tao cũng nhìn thấy, nên nó cũng là của tao. Không, không được cướp của tôi. Là của tôi mà. Mày có buông ra không? Buông ra. Cướp. Tới người ta. Cứu tôi với. Nè anh kia, làm cái gì đó? Tại sao giữa ban ngày ban mặt lại dám đánh người hả? Dừng lại. Ông già, đi chỗ khác chơi nha. Ông sơ đó ở đó, tôi đánh ông luôn á. Bí đi. Ta đã cho anh cơ hội, nhưng anh không chịu dừng lại, thì đừng có trách ta. Ông còn nhúng mũi vô một lần nào nữa, là ông không còn một cái răng ăn cháo đó. Còn mày, mày cũng muốn tan xác hay sao, mà không đưa cái bị cho tao hả? Bắt tên cướp này đi. Dạ, con cảm ơn ông đã chỉ đường để chúng con bắt được tên võ dần này. Đây là tên cướp nguy hiểm, phạm trọng tội và bị truy nã đã lâu, mà hắn quá xảo quyệt, biết giả dạng đủ hạng người nên mãi không bắt được. Nhờ ông mà bây giờ dân làng đã được yên tâm sinh hoạt chợ búa buôn bán rồi ạ. À, cảm ơn các anh. Hắn muốn cướp cái gì của ngươi vậy? Dạ dạ, cái này là tôi nhặt được ở trên lộ lớn á, không thấy ai cho nên tôi. Ngươi nhặt được thứ gì? Nếu anh nhặt được mà không có người báo mất á, thì coi như là của trời cho. Dạ không. Dạ con. Cái này. Dạ tôi. Số tiền này là con nhặt được thật mà. Xin quan xem xét. Ta hiểu rồi. Tên võ dần này nhìn thấy người nhặt được tiền nên muốn cướp của người phải không? Số tiền này sẽ đem về quan, chờ người báo mất tới nhận lại. Nhưng cái này là con nhặt được mà quan. Không có ai mất đâu Hoàng ơi. Nói xàm. Tuy ngươi nhặt được, bây giờ chưa có ai tìm,
nhưng tiền này vẫn không phải là của ngươi. Ai bảo đảm được người bị mất sẽ không đòi lại, nhất là số tiền nhiều như vậy. Tiền này là tiền của tôi. Tôi đứng xem nãy giờ mà không lên tiếng là vì tôi muốn ông Thạch Sùng đây giữ được số tiền này. Vì ông ấy may mắn nhặt được, nhưng chú Năm muốn đem đi thì tôi buộc phải ra nhận. Dạ, cảm ơn chú Năm bắt quân gian. Nếu không có chú Năm ở đây, cả tôi và Thạch Sùng đều mất tiền. Tôi không muốn nhận để không ai phải áy náy suy nghĩ. Coi như trời cho ông Thạch Sùng số vốn để làm ăn đi. Thôi được rồi, tôi phải giải tình này về quan trên xử lý. Dạ, cảm ơn ông đã chỉ điểm. Dạ, con tạ ơn ông cứu giúp. Thật ra ta đã để ý thấy hắn lãng vảng ở trong làng mấy ngày gần đây rồi. Hành tung của hắn rất đáng ngờ nên đã báo quan theo dõi hắn. Dạ, con đa tạ bà hai cho con tiền làm vốn. Sao ông biết tên đó là cướp bị truy nã vậy? Trời ơi, Thạch Sùng phát tài rồi. Thạch Sùng giàu to rồi. Ông thật là sáng suốt. Vào đây, vào đây mời cùng nè. Vào đây. Anh mới tới hả? Hai vợ chồng vẫn đi ăn xin nè. Sao mà không buôn bán hay trồng trọt, chăn nuôi con gì đi? Dạ, hai vợ chồng con ăn uống kham khổ, đói khát nên không có sức làm việc nặng. Nghe bảo bà hai cho cô chú những 10 lạng bạc mà. Dạ, nhưng nhà con chưa tính được nên tiêu như thế nào. Sợ đem tiền ra buôn bán không có lời lãi gì mà chỉ có mất thôi. Cô chú nghĩ vậy cũng phải. Vậy đợi tôi vô lấy cho miếng thịt nha. Dạ, cảm ơn bà. Cái bàn này là của tôi mà. Tôi tới trước. Trước sao vậy? Một mình mày ăn hết chỗ này hả? Mày coi có thằng ăn xin nào nhặt được 100 lạng bạc mà còn đi dành đồ ăn không? Ai nói mày 100 lạng bạc? Mà cho dù 100 lạng bạc thì sao? Tao muốn đi mốt đi xin gì là quyền của tao. Nè nè, hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh. Ông chủ tôi không cho vào lấy đồ ăn thừa nữa đó. Ông bây giờ cũng khá hơn người ta rồi, nhường người ta ăn chút đi. Nào nhanh lên đi, tôi kiểm tra kỹ rồi, không có ai đâu. Tầm này thì yên tâm. Thích quá. Chỉ cần được nhìn thấy tiền của mình như vậy thôi là tôi có thể chịu đựng được tất cả. Tôi cũng vậy. Bao nhiêu năm tích lũy của chúng ta, nhịn đói nhịn khát, bây giờ đi xin càng ngày càng khó khăn đó bà. Bọn nó cứ phá đám không à. Khéo chúng ta không kiếm được như trước kia nữa đâu. Chúng mà thấy mình buôn bán, khéo chúng lại dòm ngó, rồi trộm cướp của mình mất tôi thì khổ. Vậy nên tôi quyết rồi. Từ giờ tôi với bà chịu khó đi xa qua mấy làng khác, hoặc là lên huyện xin nữa vậy. Ở đó người ta không biết chuyện của mình, dễ xin hơn ở nơi này. Lạnh quá, lạnh quá. Cô Linh, phải đi sớm từ bây giờ thì mới kịp qua chợ phiên của làng xá, rồi kịp qua hội của làng hội. Trời ơi, lạnh quá. Là chắc cài, xin đừng làm con sợ. Đừng có đạo con mà tội nghiệp con. Mẹ ơi, con. Ai cứu tôi với? Là tôi đi mà. Bà ơi, là tôi đây. Thạch Sùng đây. Ông làm cái gì vậy? Tự nhiên chạy sòng sọc vào nhà, xô té tôi. Không phải đi qua làng xá sao? Chạy về nhà làm gì? Có cái chuyện này nè, đáng sợ lắm. Tôi nhìn thấy ma. Ma hả? Nhìn thấy ma làm sao? Nhìn thấy ma ở đâu? Tôi nhìn thấy ma trâu. Hai con ma trâu đánh nhau ở trên sông á. Vậy thì đã sao? Nó có làm gì ông không? Có đuổi hút hay dọa ông không? Không có. Nhưng mà nó lạ lắm. Tôi nhìn thấy nó sợ bị quở. À, đến hỏi ông Chánh xem, nhiều khi ông biết, ông chỉ cho.
Anh nằm mơ thấy như vậy sao? Dạ, con sợ quá, tỉnh dậy nên tìm ông giải ý nghĩa giúp con. Anh thấy con trâu màu đỏ và màu trắng đánh nhau từ dưới sông lên bờ hả? Dạ đúng là như vậy. Lạ thiệt, tại sao lại là điềm trong mộng của anh mà không phải là điềm xảy ra trong thực tế hả? Phải mà anh nhìn thấy thật sự thì... Hả? Vậy điềm trong thực tế như vậy nghĩa là gì? Đó là điềm trời sẽ có thiên tai, lục lội, nhưng mà không rõ là xảy ra khi nào và ở đâu. Biết được trước thì sẽ tránh tổn thất mất mát cho mọi người. Dạ, chắc là sẽ không có gì xảy ra đâu. Chắc tại con mơ lung tung thôi mà. Con mơ làm sao mà đúng được. Thạch Sùng, hai người làm gì vậy? Sao mấy hôm nay không thấy đi xin? Tôi hơi mệt. Có tô cơm cho hai người nè, ăn cho lấy sức làm tiếp. Cuối cùng hai vợ chồng cũng chịu làm ăn buôn bán ha. Tính bán cái gì đó? À, có sầu bánh đem cho bay nè, ăn đi, cần gì thì cứ nói, bà con giúp cho. À, dạ dạ. Ông làm gì? Ở đâu mà mấy nay tới mua gạo miết vậy? Mà sao mua lúc gà lên chuồng không à? Ông mua hết kho gạo của tôi rồi đó. Ông là ai vậy? Bà hỏi nhiều quá à. Miễn tôi trả đủ tiền cho bà thì thôi chứ. Sao mà thôi được? Ông mờ ám lắm nha. Nè, bộ làm chuyện lừa đảo gì có phải không? Mấy chú đâu? Ra đập cho thằng này coi nó là thằng nào mà dám làm chuyện mờ ám. Là tôi mà. Tôi là người quen. Hả? Thằng Thạch Sùng, ở đâu mà cái thằng khố rách áo ôm như mày có tiền đi mua gạo vậy? Mày có âm mưu gì hả? Đưa nó lên qua đi tụi bay. Thì bà bán gạo, tôi mua gạo, trả đủ tiền thì thôi. Nó nhiều làm gì? Bà mà báo quan á, tôi kiện bà đánh người đó. Lát nữa tôi quay lại với vợ tôi khiêm đốt hai bao kia. Chuyện gì vậy tụi bay? Chở đê rồi. Vậy là đúng như là ông chánh tiên quán rồi. Nước sẽ ngập lớn lắm đó bà ơi. Có kho gạo này thì không có gì phải sợ nữa hết. Thạch Sùng ta sắp giàu to rồi. Mua đi, đủ đi, ta sắp giàu to rồi. Ông đoán xem khi nào thì hết lục. Mưa lớn đã khiến những người dân nghèo bị trôi mất nhà. Họ phải trú tạm ở đình làng. Già trẻ lớn bé nheo nhóc ngồi dồn lại hết trên những cái sập gỗ. Mọi người ăn khoai cho đỡ đói nè. Năm nay lục nặng khắp nơi, đâu đâu cũng kho như nhau. Chưa có ai thấy làng ta cứu tế được hết. Bây giờ giá gạo cao lắm, có tiền cũng không mua được gạo mà ăn. Làng ta phải tìm ra cách nào để không ai phải chịu chết đói. Tôi có ít gạo đem chia cho mọi người cùng cầm cự. Thay mặt dân làng, ta cảm ơn anh rất nhiều. Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà ông. Từ lúc ta sinh ra đến giờ mới thấy một trận lũ lụt khủng khiếp như vậy đó. Dân, thiên tai năm nay kinh khủng quá. Ông Lý thay tôi phát gạo cho mọi người nha. Tôi cho người đi gọi người làng đến chia gạo ngay đây. Mọi người cứ bình tĩnh từ từ thôi. Ai cũng có, đừng có giận dữ. Em nói cho tôi với. Đây đây, của anh đây. Tôi nghe nói nhà ông Hai Giáo bây giờ không còn cả khoai mà ăn nữa. Ông ấy đem cho cả làng luôn rồi. Vậy là đem ra bán gạo được chưa? Thạch Sùng, mày... Chú có gạo nhiều quá, cho tôi xin một ít được không? Bây giờ gạo là châu là ngọc, không thể cho được dù chỉ một hạt. Tôi đói mờ cả mắt rồi, cô chú thương tình đi. Dạ, xin cô chú giúp cho ít gạo. Làm ơn làm phước cứu chúng tôi với. Làm ơn đi. Tôi sắp... Mong mọi người thông cảm cho. Tôi bán gạo chứ không phải cho không gạo đâu à.
Ờ, vậy thì bán cho chúng tôi đi, bao nhiêu tiền? Đúng rồi, bán cũng được. Bán cho chúng tôi đi. À, một lạng bạc một đấu. Hả? Trời ơi, sao đắt vậy? Trời ơi, sao đắt vậy? Đắt vậy sao có tiền mua được? Đúng rồi, làm sao có tiền mua? Bán cả ruộng đi cũng không đủ mà mua. Ôi, cắt cổ quá. Hôm nay thì một lạng bạc một đấu, chứ ngày mai thì 10 lạng đấu nha. Thạch Sùng, nhân cơ hội này làm tiền người khó hả? Chê gạo đắt thì nấu vàng nấu bạc nên thử coi có ăn được không? Ôi, lấy đâu ra cháo cho bọn trẻ ăn đây, khổ thân quá mà. Trời ơi. Tại sao trời lục tan quan để chúng con khổ như vậy? Trời ơi. Mọi người bình tĩnh, tôi mua gạo cho các bác về nấu cháo nha. Chắc ít hôm nữa triều đình sẽ đem gạo xuống cứu tế cho chúng ta thôi. Tôi mua gạo, phiền ông đông cho mỗi nhà một đấu nha. À, bà ơi, bà đông cho mỗi nhà một đấu gạo đi. Làng ta không có ông hai đây thì không biết sẽ ra sao. Riêng làng mình vẫn có cháo có khoai cho cả làng ăn cầm hơi. Cả làng mang ơn bác hai quá. Làm gì có ai nỡ nhìn người làng mình chết đói chứ. Lần này nếu anh không đem hết của cải bạc vàng ra đổi lấy gạo của Thạch Sùng thì làng ta chắc cũng giống như làng khác, chết như rạ cả thôi. Bác hai, bác có biết ở đâu mà Thạch Sùng bỗng nhiên có nhiều tiền lắm không? Tôi cũng không thể nghĩ ra. Vợ chồng nó khố rách áo ôm nhất làng, vậy mà giờ nó bán gạo cho mọi người. Hai, nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi thì muốn biết vì sao nó biết mà mua gạo về trữ. Nó dựng hẳn một cái kho chứa gạo, vừa cao vừa rộng vừa kiên cố. Thật đáng ngờ, hay chúng ta bắt nó lên quan để nó khai ra. Lỗi tại ta. Hắn nói dối ta là hắn nằm mơ thấy hai con trâu đánh nhau dưới sông nên xin ta giải mộng. Ta không biết có thật là hắn nằm mơ hay không, nhưng nghĩ lại thì thấy có lẽ không phải. Vì nếu thành hoàng báo mộng thì không thể báo mộng với hắn được. Hắn hay lọ mọ sớm hôm nên chắc đã chứng kiến được chuyện hiếm rồi đem hỏi ông. Ta đã tin hắn, vô tình cho hắn biết theo điềm sẽ có lũ lụt lớn nên hắn đi tích trữ gạo và bán gạo với giá cắt cổ như ngày hôm nay. Dạ thưa ông chủ, bà chủ đã sinh rồi ạ. Xin được rồi hả? Mẹ trò con vuông chứ, con trai hay là con gái vậy? Dạ thưa con gái ạ. Bà chủ khỏe lắm, ông đừng có lo. Thạch Sùng ta đã có con rồi, con gái rượu. Gạo ơi, vào nhà ăn cơm đi con. Ông Thạch Sùng, xin ông thương tình giúp cho. Có chuyện gì? Cha tôi trở bệnh nặng quá, xin ông cho gia chút tiền đưa cha đi thầy lang chữa bệnh ạ. Ôi trời ơi, cứ ai bệnh ai khó khăn á thì ta phải cho mượn tiền hả? Xin ông nhón tay là phước, xin ông nhón tay là phúc đi mà. Lần trước đã hỏi vay ta một lần rồi, tiền đâu ra mà ai ta cũng cho vay vậy? Con quên thưa ông, con xin vay lãi ạ. Lãi bao nhiêu tùy ông ạ. Vụ thóc lúa hoa màu anh mượn mấy mùa trước, tới nay sao rồi? Tiền thóc giống và hoa màu mấy vụ trước, con vẫn đang nợ lãi ạ. Thôi được rồi, ta thương tình nhà anh Hiếu Thảo, sau trận lụt đó mất sạch nên bây giờ ta tính như vậy. Bây giờ á, ta cho anh vay một lạng bạc, lãi ngày cộng dồn lãi cũ, đồng ý không? Đây là một lạng bạc, còn đây là hai hào của riêng tôi biếu ông cụ mua đồ ăn. Trước đây anh từng giúp nhà tôi nhiều, tôi không quên đâu, nên không tính lãi. Anh cất đi, đừng nói với ông Thạch Sùng. Bây giờ tôi cầm bạc ra lăn tay điểm chỉ với ông Thạch Sùng đúng một lạng bạc này thôi, còn lại giấu kỹ đi, đừng cho ai biết là tôi cho anh, nghe chưa? Dạ,
cái mái nhà tôi nó dột quá rồi. Tôi xin ông cho mượn ít hào về lợp lại cái mái, chứ mùa mưa đến rồi à. Tôi cho bà mượn thì không khó, nhưng bà làm cái gì ra tiền để trả lại cho tôi? Thưa ông, tôi sẽ trả tiền lãi à. Được mấy cái xu mà đòi bạc cả mặt. Đó, bà hiểu chưa? Cứ đi nhặt mấy cái đồng tiền xu như vậy thì làm sao mà khá lên cho nổi. Xin ông bà nể tình, ngày xưa tôi có từng cho... Nè, bà từng cho bọn tôi ăn đồ ăn thừa chứ gì? Cả cái làng này cho. Vậy thì tôi giờ phải cho cả cái làng này mượn tiền hả? Thôi đi ra đi. Cho bà ấy mượn một ít hào đã có sao đâu mà ông phải khó khăn vậy. Ai cũng đến đào tôi một ít hào. Cứ một ít hào như vậy á, rồi ra biết bao nhiêu tiền. Ngày xưa á, tôi với bà chẳng phải gom từng xu từng cắt mới được cơ ngơ như bây giờ. Cái gì đó? Mẹ đớp! Mày làm cái gì mà xô ngã tao vậy hả? Con đang chạy vào tìm ông, tự nhiên cái ông nhảy ra, sổ ra cái... Lúc nào cũng sồn sồn như cháy nhà hết. Vậy mày tìm tao làm gì? À dạ, các vị đó mời ông gia đình ngay cho ạ. Lại việc quyên tiền sửa đường xá hay là cúng tế thành hoàng chứ gì? Nếu có hai giáo thì tao không đi đâu. Làng cần bao nhiêu tiền? Tao nộp tiền luôn đây. Hả? Bao nhiêu? Ông sợ ông hai giáo hay sao mà không gia đình? Thì tao không ưa. Ông ấy vào trước tao. Vậy thôi gạo ơi, cứ để tụi nhỏ chơi với nhau đi. Ông có việc bận thì cứ về trước, tôi sẽ trông chừng tụi nhỏ cho. Dạ, tôi xin phép đi trước ạ. Không muốn gặp cứ gặp hoài. Mỗi lần gặp là mỗi lần thấy khó chịu. Mệt ghê. Hey, lạnh quá. Phải chi mà mình đang được đắp mền thì sướng biết mấy. Ê, khổ quá đi. À không, như vậy thì không có gì là khổ hết. Chỉ cần là mình kiên trì thì mình sẽ gặp thiên cơ thôi. Ủa gì vậy? Hay là ma? Không, không thể là ma được. Hay là thần linh? Ma bà, tha cho tôi. Thánh thần thiên địa ơi, tha cho tôi đi ma. Lên kìa, người định mò gì ở đây? Nói mau, không ta cho ngươi đi chầu Diêm Vương. Dạ, con chờ coi có trâu thần dưới sông lên bờ đánh giao không. Nếu thấy trâu thần đánh giao thì đó là điềm trời báo sẽ có thiên tai lũ lụt. Biết trước trời sẽ lũ lụt thì con sẽ đi gom mua hết gạo, để sau đó con bán lại với giá cao. Quá ra là vậy, khá lắm. Chứng tỏ bây giờ ngươi đã có rất nhiều tiền rồi phải không? Đưa tiền đi. Đưa tiền cho ta là ta sẽ tiễn ngươi đi luôn. Cách đây 6 năm, ta cũng từng bị đánh kiểu y chang như vậy. Người đánh ta là một tên cướp bị truy nã. Hắn tên là Võ Dần. Chính là ta đây. Chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Hôm nay ta phải lấy lại 10 lạng bạc mà năm xưa tên khốn người đã cướp mất. Ngươi chỉ muốn 10 lạng bạc thôi sao? Không muốn nhiều hơn hả? Ngươi có được bình thường không vậy? Im hỏng. Bây giờ ngươi theo ta, ta sẽ cho tiền, cùng ta kiếm tiền. Ngươi có biết ta chính là đại phú hào không hả? Ta sẽ trả công hậu hĩnh cho ngươi. Chỉ cần đi theo ta, làm cái việc mà ngươi vẫn hay làm. Là làm gì? Đứa nào dám chọc ghẹo ta thì ngươi ra tay dạy cho nó một bài học. Vậy thôi. Còn đứng đó làm cái gì nữa? Theo ta, nhanh lên. Tiểu thơ gạo à, đi về nhà lẹ đi, ông chủ kêu á. Đi về, nhanh lên, không được đi chơi với thằng nhóc đó nữa. Không về đâu, tôi đang chơi mà, tôi cứ chơi. Anh Tư, em chơi với anh Tư nha. Ông là ai, sao lại cấm em gạo chơi với tôi? Không được làm đau em gạo. Thằng ranh con này được lắm, không hổ danh con nhà hai giáo. Để coi mày làm được gì. À,
vụ đầu tiên thất bại vì một con cua có đáng không? Ông chủ không biết đó chứ, Gạo tiểu thơ hung dữ lắm, tiểu thơ binh thằng nhóc kia lắm. Kêu bé Gạo về đâu có khó khăn gì, để tôi đi kêu nó về cho ông. Không phải là đi kêu nó về, mà tôi không muốn nó chơi chung với thằng Tư Hiền con của Hai Giáo. Bà hiểu chưa? Quá hạn trả nợ đã 3 ngày rồi, tính thêm 3 phân nữa nha, cộng thêm 3 hào vào tổng nợ nữa đi Dần ơi. Thưa ông, sao ông tự ý tính lãi cao vậy? Theo giấy nợ, lãi đâu phải vậy? Lãi trong thời hạn nó khác với lãi ngoài thời hạn chứ. Đến hạn mà mày chưa trả cho tao thì có khác gì mày cướp của tao không? Vậy cho nên á, lãi nó như vậy nè. Dù trả bị chậm thì cũng tính lãi theo bình thường thôi chứ. Ai lại tính gấp 3 lên như vậy? Tiền của tao, tao tự quyết định như vậy đó. Bây giờ, một là mày trả hết cho tao. Hai, Dần, mày dỡ cái nhà này ra coi, đem về nhóm bếp. Ông dám? Tôi sẽ kiện liên quan. Dần, mày còn chờ nó đi kiện liên quan cho tao đi hầu hay sao hả Dần? Dỡ nhà nó lẹ lên. Một hôm nọ, có một người đàn ông tên Dũng từ làng khác sang vay tiền Thạch Sùng. Bị Thạch Sùng làm khó nên tên này liền lấy chuyện ngày xưa khi Thạch Sùng còn làm ăn xin ra nói. Cuộc cãi giả khiến mọi người xung quanh tò mò bàn tán. Tóm lại tao không cho mày vay tiền đó, thì mày làm gì tao? Cho mày vay tiền để mất thế gì? Không cho. Chỉ là một thằng ăn mày, làm giàu nhờ tích trữ lúa gạo mùa lũ, mới phất lên vài năm mà đã lên mặt chèn ép người ta cỡ này rồi. Không lẽ mày quên mất mày là ăn mày rồi hay sao? Thằng ăn mày đó mà. Bởi vì mày là thằng ăn mày nên mày quen sống ích kỷ, vụ lợi rồi. Có chuyện gì mà mọi người ầm ĩ lên như vậy? Bẩm ông, con vay tiền, hắn lấy lãi cao, không cho vay thì thôi chứ, hắn còn chửi con. Con vừa trả chậm lãi là hắn tăng tiền lãi lên gấp 3 lần, rồi dỡ cả căn nhà của vợ chồng con đó thưa ông. Từ nay, ai thiếu thốn khó khăn gì, cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp mọi người, không cần trả lãi đâu. Làm có tiền thì trả lại cho tôi. Cái thằng Hai Giáo này, dám cướp bố của mình đây mà. Làng phía trên đó năm nay cũng mất mùa. Dạ bẩm ông đúng ạ. Vậy anh định vay tiền để làm gì? Đứa con gái của con nó bị bệnh, con muốn đưa nó đi chữa bệnh. Vậy thì anh phải nhanh chân lên, nhận tiền rồi về đưa cháu đi khám ngay nha. À, đây là của tôi, cho riêng cháu ăn thêm bánh nha, không phải lo. Dạ. Hai người muốn mượn tiền sửa nhà phải không? Dạ, con muốn lập cái chòi che nắng che mưa thôi ạ. Còn một ít con mua thóc giống ạ. Được giúp cho mọi người như vậy á, tôi vui lắm. Ông Hai nhân đức quá, chúng con đội ơn ông. Sao tụi nó được nhận tiền dễ như vậy? Rồi sao thằng cha Hai Giáo đó cho tụi nó quá trời tiền vậy ta? Nè 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 nè, hai đứa bay, đứng lại. Tại sao Hai Giáo đưa tiền cho tụi bay? Ổng cho tụi bay hay là lấy lãi? Lãi bao nhiêu phần? Ông Hai cho tôi tiền, liên quan gì tới ông? Trời ơi, ông Hai cho tất cả tụi con mượn tiền, không có lấy lãi, còn cho thêm bánh gạo nếu thiếu ăn. Cái thằng Hai này dám phá giá phá luật hả? Muốn cạnh tranh với tao hay sao? Hai, Hai Giáo ơi, Hai Giáo, dám phá tao hả? Chẳng còn ma nào tới đây vay tiền trả lãi nữa. Tụi nó chạy qua nhà Hai Giáo hết rồi. Vậy thì ông đừng có lượm mặt cắt nữa, kiếm tiền lớn đi. Kiếm tiền lớn là sao? Kiếm tiền lớn chỗ nào? Làm sao tôi kiếm được tiền lớn? Ông chịu bỏ tiền ra kinh doanh đủ cấm, quý hiếm đi, bảo đảm ông giàu gấp 100 lần bây giờ. Chính là mấy người anh em của con, tụi nó cướp được nhiều đồ quý lắm, cần bán kiếm tiền. Trời ơi,
Thật là hên cho con được chiêm ngưỡng miếng ngọc bội này của ông. Cái này thì có đáng gì đâu. Bẩm ông, hôm nay ông tân gia, con có chút lòng thành biếu ông chút quà mọn. À, được được được. Bài đâu, đem quà biếu vô. Trời ơi, cái bình của tôi, cái bình của tôi. Ồ, cái bình của ngươi hả? Ta tưởng nó đã là cái bình của ta rồi chứ. Cái bình vậy dần dần của ông, nhưng mà tại sao vậy? Ông tặng nó cho ta thì nó là của ta. Dân ạ. Vậy thì ta muốn làm gì nó thì làm, đó là quyền của ta. Nhưng nó quý mà ông. Đó là đối với ông thôi. Cái bình này á ha, chỉ đáng để làm ống nhổ cho gia nô nhà ta, nên không cần bận tâm tới. Người ghét ta thì cứ từ chối, mắc gì phải đập bể đồ quý của ta. Vô lấy 2 lạng vàng ra đây, để ta đền cái ống nhổ cho hắn. Từ bây giờ toàn bộ đậu xanh và bột đậu xanh của nhà hắn, nói chung các loại đậu, cấm không ai được thu mua nữa. Ai thu mua của hắn thì tự đóng cửa nhà lại đi, khỏi kinh doanh cái gì nữa hết. Các ông tránh xa tên Hào ra nha. Ông thấy căn nhà mới của tôi như thế nào? Trời ơi, siêu đẹp, đẹp lắm ông à. Chắc là chỉ thua cung điện của nhà vua và các vị hoàng thân quốc thích thôi ông à. Ta biết chứ, dù dư sức xây cho bự hơn nữa, nhưng mà ta cũng không ngu tới mức tự chuốc lấy phiền phức đâu. Dạ, không ai khôn ngoan tính toán được bằng ông. Có vậy ông mới gầy dựng nên cơ nghiệp to lớn như vậy được chứ. Tự nhiên phải thiết đãi đám ruồi muỗi này đúng là phiền phức quá. Vì bây giờ ông là người giàu nhất, người ta phải bu theo ông thôi. Có thể nói là ông giàu không ai địch nổi rồi, và sẽ càng ngày càng giàu hơn mà thôi. Có khác gì hồi xưa đâu. Nhà lá hay nhà gạch, cái chòi hay cái phủ, cũng không có ai tới lui. Thiệt là buồn quá đi. Mày đi đâu sáng giờ vậy hả Tiền? Vô nhà đi. Tiền, đi vô. Sao mà nó giống y chang con gạo? Nhà đẹp vậy không muốn ở, còn muốn chạy đi đâu? Riết được cái nhà vắng tanh vắng ngắt à. Dạ thưa bà hai, con có bó củi gánh đến để ông bà dùng nấu nướng ạ. Thiệt là quý quá quá. Anh Điền gánh củi cho liên tục, nhà tôi không phải mua củi nữa rồi. Ông bà cứ nấu thoải mái, mai con lại gánh tiếp ạ. Ông bà ơi, con đại diện chị em đi cày, có mua chung được một con cá ngon đem biếu ông bà đây. Cảm ơn bà con và chị Đớp nha. Con cá nhìn ngon quá à. Nhưng lần sau mọi người đừng mua nữa nha. Nhà tôi không có thiếu gì hết á, ăn cũng không hết bao nhiêu. Thưa bà, sáng giờ bà con ghé vào bếp đem cho nhà ta nhiều thứ lắm. Có nấm, có rau lang, bí đỏ, bắp ngô và cả bụng chuối sáp nữa à. Dạ, ngon quá. Chị luộc chuối lên cho mọi người cùng ăn nha. Dạ. Mẹ Đớp với chú Điền xuống uống nước gạo rang, chờ tôi luộc chuối cho mà ăn. Người làng mình hiền lành tốt bụng quá mình à. Ai cũng sống có trước có sau. Mình nói đúng lắm. Nên giúp được gì cho bà con thì nhà mình cố gắng giúp hết sức nha. Cái gạo, đừng sợ. Cứu em. Bà thấy cuộc sống của chúng ta bây giờ như thế nào? Có phải là tuyệt đỉnh chưa? Nếu cuộc sống của tôi và ông bây giờ đứng thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất cả. Nhưng mà...
tôi vẫn cứ có cảm giác tôi vẫn không giàu bằng hai giáo là sao ta? Không đâu, mình giàu hơn nhiều. Hắn suốt ngày đi cứu tế, đi từ thiện, phát gạo khắp nơi. Chắc chắn là tài sản phải dơi đi chứ. Nhưng mà sao hắn đem tiền đi cho phát, rồi mua gạo cho mọi người bao nhiêu năm rồi á, mà trong hắn vẫn cứ như cũ vậy? Rút kinh nghiệm những vụ trước, năm nay làng chúng ta chủ yếu tập trung trồng trọt để tự cung tự cấp trước. Cho dù có xảy ra bão lũ cũng đảm bảo lương thực cho cả làng. Tất cả số hoa màu, trái, hạt giống này là của ông Hai giao cho bà con, nên bà con yên tâm nghe. Cảm ơn bà con. Bà con cứ gieo trồng, nếu thiếu thì báo cho bác Lý hoặc cho tôi cũng được. Chúng ta cố gắng nuôi trồng tốt, nếu sản lượng tốt thì có thể bán ra và kiếm được tiền. Cho nên bà con hãy cố gắng lên. Thạch Sùng đứng ở đây làm gì đó? Dạ, lão già Thạch Sùng nhà chúng ta là một tay cự phách. Tôi chỉ cần giàu bằng được ngón chân út của lão gia là tôi mừng lắm rồi. Trăm sự nhờ lão gia nâng đỡ. Nâng đỡ thế nào? Ý các ngươi là ta phải giúp các ngươi kiếm tiền đó hả? Vậy các ngươi làm được gì cho lão gia mà muốn lão gia giúp cho mấy người? Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa, bảo vệ lão gia suốt đời. Các ngươi được lắm. Nói được thì phải làm được nghe chưa? Mỗi năm, dân làng tổ chức cúng thành hoàng để nhớ ơn người thành lập làng ấp. Sau đó là hợp làng và ăn uống thụ lộc. Năm nay, nhân dịp cúng lễ, làng lập ra quỹ hiếu học để quyên góp cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Năm nào các học trò ngoan và giỏi của làng ta cũng đều được bác Hai giáo hỗ trợ giúp đỡ. Thật là mừng quá. Ôi, con giúp có đáng là bao. Các cháu là tương lai của làng ta, chính là thế hệ sẽ xây dựng làm giàu cho làng mình. Tôi và các bác đây đã họp bàn với nhau và đồng ý cho làng ta xây dựng hẳn một quỹ trồng người để hỗ trợ những học trò nghèo hiếu học chăm chỉ do bác Hai giáo quản lý. Hai giáo lại dành công to với làng. Ta cũng đóng góp có được không? Được quá đi chứ. Bây giờ lão gia đóng góp nhiều hơn Hai giáo đi, cho lão biết mặt. Hôm nay tôi mạn phép được ra tay đóng góp vào quỹ trồng người một chút tấm lòng gọi là. Thật là quý quá. Thay mặt làng, tôi cảm ơn anh Thạch Sùng. Quỹ này cần bao nhiêu vậy? Càng nhiều càng tốt. Ông nộp bao nhiêu? Tôi theo á. Anh Thạch Sùng muốn đóng thế nào cũng được hết. Tôi muốn biết Hai giáo đóng bao nhiêu. Cứ mỗi em học trò học giỏi thì tôi đóng một lượng bạc. Nếu vậy mỗi em học trò tôi đóng hai lượng. Wow, hai lượng. Trời đất ơi, nghe lầm không vậy? Nếu em học trò đó có hoàn cảnh khó khăn, trong nhà đông anh em thì tôi sẽ tăng thêm một lượng nữa. Như vậy mỗi em trung bình có bốn lượng. Trời cứ vậy thì đỡ quá. Cảm ơn Hai giáo. Cha nội Hai giáo này chơi thâm ghê. Đóng bằng với lão gia mà cuối cùng lại được hốt hết lời khen. Một mình ta đóng sáu lượt. Lão Thạch Sùng thật là đỉnh, không ai bằng. Ông Hai giáo, ông Hai giáo, ông Hai giáo mới là số một. Thạch Sùng giàu nhất, Thạch Sùng giàu nhất, Thạch Sùng giàu nhất. Hai giáo giàu hơn, Hai giáo giàu hơn. Nguyên cái quỹ trồng người này để ông Thạch Sùng thầu hết. Thạch Sùng giàu nhất. Ai giàu nhất? Thôi được rồi, các ông bà đừng cãi nhau nữa. Ai giàu cũng được, miễn là đóng góp giúp đỡ cho làng mình được ấm no, con cháu được đến trường thì... Ông Hai cho có xíu à, đáng gì? Bây giờ làng nói làng cần gì đi, ông Thạch Sùng đáp ứng hết. Thạch Sùng kêu kèo kẹo, ông mà cho được ai? Vì ông kêu, cho nên ông mới giàu như vậy đó. Đúng rồi, trong khi đó ông Hai cứu giúp dân làng,
bỏ biết bao nhiêu tiền để cứu tế, giúp đỡ mọi người. Thì bây giờ ông Thạch Sùng sẽ đóng y chang ông Hai. Ông Hai đóng bao nhiêu, ông Thạch Sùng đóng bấy nhiêu. Đúng đó, đóng xong coi như quầy. Tới đó có dám coi ai giàu hơn không? Ông Hai giàu hơn. Thạch Sùng giàu hơn. Theo tôi á, muốn biết ai giàu hơn thì phải kiểm tra tài sản. Ai thua thì phải nộp 10 thúng vàng cho làng xây dựng đường xá, kinh mương, chùa miếu, trường học và nông nghiệp. Sao hả? Các vị thấy thế nào? Có được không? Ông sợ mất 10 thúng vàng và mất cả thể diện đúng không? Còn với tôi á, 10 thúng vàng không là cái thá gì hết. Chỉ là 10 thúng vàng thôi mà. Khoan đi đã, ta đã từ chối đâu. Nếu đã muốn thi nghiêm túc như vậy thì cần ông chánh và làng mình phải làm giấy chứng minh, cam kết ba bên, ai thua thì phải nộp cho làng 10 thúng vàng. Phải rõ ràng như vậy chứ không thể nói miệng cho vui được. Chơi thì chơi, sợ gì? Bình thường thì ông xài tiền kỹ lắm mà, tại sao bây giờ lại muốn đem cho 10 thúng vàng đi hả? Bộ điên hay gì? Bây giờ người ta không còn nhìn vào tiền của tôi, mà nhìn vào thanh danh thể diện của tôi. Tôi phải rửa sạch cái danh ăn mày của tôi, bà hiểu chưa? Mà hồi xưa ông là ăn mày thì đã sao? Quan trọng là ông sẽ bị mất 10 thúng vàng lãng nhất. Tôi không thể thua Hai Giáo, hắn không thể nào giàu hơn tôi được. Bày đâu bày đâu, thức dậy hết cho ta. Tất cả tỉnh táo lên, tỉnh táo lên. Bây giờ kiểm kê lại tất cả đồ đạc tài sản trong nhà cho ta. Ồ, sao lại kiểm kê tài sản? Mày cùng ta ghi chép kiểm kê nhanh lên. Đi. Thạch Sùng ơi là Thạch Sùng, người chỉ có thắng mà thôi. Tôi không có theo Thạch Sùng. Trời ơi, ông mà Thạch Sùng giàu lắm. Gia sản Thạch Sùng là biết ông là giàu rồi. Thưa dân làng, đây là bản giao kết giữa Hai Giáo và Thạch Sùng sẽ phải thực hiện sau khi cuộc thi kết thúc. Cuộc thi bắt đầu. Mọi người đâu? Đang là... Thạch Sùng và Hai Giáo tiếp tục hòa 2-2. Cả Hai Giáo và Thạch Sùng đều cho mọi người thấy sự giàu có của mình. Nếu nhà Hai Giáo dùng những tấm lụa lớn để làm màn che trần nhà, thì Thạch Sùng dùng những sấp gấm thượng hạng có hoa văn lớn để làm màn cho tất cả các cửa sổ phòng, cửa ra vào cho dinh thự của mình. Những lớp ngói đỏ trên mái nhà của dinh thự Hai Giáo được bóc ra để thay vào bằng lớp ngói thủy tinh trong suốt. Mọi người ơi, nhìn kìa, đẹp quá. Thấy Hai Giáo lợp ngói bằng thủy tinh thì Thạch Sùng bèn cho người cạy tất cả gạch đỏ trước sân nhà mà thay bằng những phiến đá xanh ngọc thạch. Nói chứ, lão Thạch Sùng giàu ghê ta. Trời ơi, đúng là đại phú hào rồi. Tỷ số quà. Nhà ông có san hô chăng? Đúng rồi, có không vậy? Vậy nhà ông có sừng tê không? Hiếm quá, hiếm quá luôn, hiếm lắm à. Đúng rồi. Đây là bộ đồ trà bằng sừng tê giác nạm ngọc vô cùng quý giá, có thể nói là chỉ có một không hai. Chú trò ơi, đẹp quá nè, cái này chắc mắc tiền lắm đây. Mắc tiền kệ người ta chứ. Hiếm, mắc tiền thì sao? Hai Giáo vẫn là số 1. Số 1. Mời mọi người quá bước đến nhà tôi lần nữa. Tôi sẽ cho quý vị xem vật quý. Vật này không đem ra đình được đâu. Đây là con thiên lý mã mà ta mua từ bên thiên trúc về. Mỗi ngày nó chạy được 1000 dặm, ta phải trả cả mấy ngàn lượng vàng mới mua được nó đó. Ngựa quý, thật là hiếm có. Lần này tôi công nhận món đồ này của anh Thạch Sùng quả là hiếm có. Thưa cụ, con cũng có món đồ quả thật không thể đem ra được.
Mời cụ và mọi người quá bộ đến khu vườn nhà con một chút ạ. Trời ơi, thắng cảnh, đúng là thắng cảnh trần gian mà. Con này là con gì mà nó đẹp dữ vậy? Lần đầu tiên tôi thấy con này đó. Ôi, con này hiếm lắm nha, ở đâu vậy mọi người? Đúng rồi, ở đâu ra vậy? Đây là con hươu hai đầu, tôi đã nuôi từ lâu, từ khi nó còn rất nhỏ. Tôi đặt tên cho nó là Tít, cu Tít do một thương buôn của xứ Hồi đem tặng cho tôi. Vì cảm kích thịnh tình khi xưa tôi đã từng giúp đỡ ông ấy, nên thú thật tôi không biết giá trị của nó là bao nhiêu tiền. Lão gia, Thạch Sùng, anh còn món gì quý hơn nữa không? Còn gì mà quý hơn nữa không? Hết rồi chứ gì. Không còn sao gì mà đâu. Có nhiều đồ quý đến vậy được. Đúng rồi. Tôi thấy con hươu này là quý nhất rồi đó. Nếu anh Thạch Sùng không còn... Ta cho rằng thế nào trong nhà của ngươi cũng còn thiếu nhiều đồ vật. Nếu ngươi chỉ ra được một vật mà ta thiếu, ta sẽ mất với nhà ngươi không phải là 10 thúng vàng nữa, mà còn tất cả gia sản của ta. Hãy cẩn thận với những gì ngươi nói đó. Không có thứ gì trên đời này mà ta không có hết. Hoặc là ngươi phải đánh cược ván này với ta, hoặc là ngươi phải nhận thua ta, và từ nay không được xuất hiện trước mặt ta nữa. Đúng rồi, có thứ gì mà không có. Hài giáo hài giáo quá. Viên ngọc quý vậy á mà Thạch Sùng còn có thì có cái gì mà ông thiếu nữa. Đúng rồi, hài giáo thua là để chanh luôn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Ta khuyên ông nên ngừng lại đi. Như vậy là đủ rồi. Ngừng là ngừng sao? Ông muốn ta bỏ cuộc cái gì? Đúng vậy, hãy bỏ cuộc đi trước khi quá muộn. Ta cũng thấy nên ngừng lại rồi. Nếu ông chịu giúp đỡ, san sẻ với người nghèo, đem tài sản ra làm từ thiện, cứu tế thiên tai, thì ta sẽ xí xóa tất cả cho ông. Phi lý, kẻ thua cuộc lại đòi người thắng bỏ cuộc. Ngươi có quyền gì mà bắt ta phải đem đi cho chứ? Thi đấu thì phải rõ ràng thắng thua, không có chuyện bỏ cuộc ngang không. Ngươi nên bỏ cuộc vì chắc chắn thi đấu tiếp ngươi sẽ thua cuộc. Lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Không thể nào có chuyện ta thua cuộc được. Ngươi đừng có nói xàm. Ta muốn đấu tới cùng. Ngươi, Các ngươi nữa, phải tâm phục khẩu phục ta, phải công nhận ta, phải tôn vinh ta. Thạch Sùng sẽ thắng. Hai giáo sắp thua là giả bộ. Giả bộ dân từ hả cha nội? Lo cho bản thân mình đi, thua sát nút rồi. Thạch Sùng vào nhất, vào vô địch rồi. Phe ta sắp thắng rồi, hai giáo không thể nào thắng Thạch Sùng được. Ông không nghe ông hai thì ông sẽ thua đó Thạch Sùng. Làm sao mà ta thua hai giáo được chứ? Ta là vô địch, đấu tiếp lại đi. Ngươi sẽ không hối hận chứ? Không bao giờ. Bên nào thua sẽ phải mất hết tài sản cho bên thắng cuộc. Hai bên có ý kiến gì không? Có phản đối gì không? Không có. Thưa cụ, không à. Ai muốn con ngăn cha lại hả? Cút đi nhanh cho cha. Cái gạo ngoan đừng khóc, đi theo anh. Anh chỉ cho chỗ này chơi vui lắm. Bắt đầu đi, đừng có chần chừ nữa. Thạch Sùng, vậy nhà ngươi hãy mau đem đưa ra đây cho các vị xem mẻ kho của nhà ngươi đi. Mẻ kho gì chứ? Sao lại là mẻ kho? Tưởng sao cái mẻ kho thì có gì khó đâu, chỉ là cái nồi đất mẻ để nấu đồ ăn thôi mà. À, cái mẻ kho, lượm được cái mẻ kho rồi. Hên quá, có mẻ kho để kho đồ ăn rồi. Ông may thiệt, lại nhặt được hẳn cái mẻ kho. Bây giờ mình có thêm cái mẻ kho rồi. Thích quá bà ơi. Thạch Sùng, ông không sao chứ?
tôi đang cố nhớ lại coi tôi để cái mẻ kho ở đâu. Tôi đã từng có nó mà. Mày đâu? Ra hết ra cho ta. Có chuyện gì vậy ông? Sao vậy? Tụi mày đi tìm hết trong nhà ngoài sân xem có thấy cái mẻ kho đâu không. Mẻ kho hả? Sao lại phải tìm mẻ kho? Nhà mình thiếu gì đồ dùng. Tao nói cái gì thì làm ngay đi. Đi tìm mẻ kho cho tao. Dạ. Tìm cho kỹ vô. Đào các gốc cây lên. Tìm coi còn mảnh mẻ kho nào sót lại không. Tìm đi. Dạ, không thấy gì thưa lão gia. Dạ, nhà chúng ta siêu giàu mà lão gia. Làm sao mà có được cái mẻ kho? Nó hiếm lắm, đâu có ai xài mẻ kho. Đừng tìm nữa ông ơi. Ông không nhớ gì sao? Cái mẻ kho đó, ông đã đốt nó rồi. Hả? Ông định làm gì vậy? Từ nay chúng ta trở thành người giàu có rồi. Những thứ này chúng ta không cần nữa. Phải đốt hết đi, cháy hết đi. Vậy là không có cái mẻ kho thật sao? Vậy là Thạch Sùng thua hả? Giàu kiểu gì mà đến cái mẻ kho cũng không có vậy hả Thạch Sùng? Lúc nào cũng bên quan, có cái nồi đất mẹ cũng không có. Thua trắng rồi, lúc nào cũng thua Hai Giáo. Thôi, nộp gia sản cho Hai Giáo đi. Thật uổng công tao mấy năm qua, giờ vì mày mà tao mất trắng tất cả rồi. Trời ơi, ông ơi, ông làm mất hết tất cả rồi hả? Thằng Dần nó lấy vàng đi rồi kìa. Tại sao mất hết tất cả rồi sao? Mấy người đến đây chi vậy? Cút đi, nhà tôi không mời mấy người đến đâu. Thạch Sùng không đưa ra được mẻ kho nên đã thua cuộc. Người thắng cuộc chính là ông Hai Giáo. Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi. Không có gì phải cảm ơn. Đó là cái kết xứng đáng của Thạch Sùng. Con chào ông Hai ạ. Dạ, con chào ông Hai. Từ giờ con qua đây làm việc ạ. Rồi ạ, dạ. Cần gì thì hỏi bà Hai nha. Bà Hai sẽ giúp mọi người hòa nhập. Giờ chúng ta sống sao đây? Cha giúp bé gạo đi cha. Mẹ ơi, con đói. Con không ăn khoai đâu. Nhà mình mất hết tất cả rồi. Không còn gì nữa hết gạo ơi. Không ai giàu bằng ta. Ta giàu nhất cái vùng này mà. Vậy mà bây giờ tất cả đâu hết rồi. Đâu hết rồi. Cứ mơ tưởng. Tôi qua nhà Hai Giáo xin cơm cho bé gạo đây. Chính hẳn đã hại ta ra đông nỗi này. Sản nghiệp của ta, của cái vàng bạc của ta, gia nhân đô tỳ của ta đông như bầy kiến này vậy. Thạch Sùng, hãy ổn định lại tinh thần, quay lại làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình và vợ con đi. Ta giàu nhất cái vùng này, các ngươi mới phải làm việc cho ta. Ai cũng biết anh giàu lên á làm việc kiếm tiền bất chính. Anh cho vay nặng lãi thì thôi đi. Anh còn buôn bán những thứ quốc cấm nữa. Làm sao? Làm sao mà ông biết được? Những thứ của cải có được từ những việc làm bất thiện thì không thể bền được. Ông nói láo. Ta là bị Hai Giáo lừa. Không đâu. Hai Giáo muốn giúp anh đó thôi. Chỉ cần anh chịu lao động chân chính,
Hài giáo sẽ giúp đỡ cho anh. Anh có đồng ý không? Ông biết cái thá gì? Ta không cần hắn giúp đỡ. Hắn đã cướp cả gia sản của ta. Ông biến đi cho khúc mắt ta. Ta không cần các người thương hại. Hãy nghĩ cho bé Gạo, nó còn rất nhỏ, không nên để nó phải chịu khổ. Nếu cần giúp đỡ gì á, thì hãy tới tìm ta. Ta không cần. Ta không cần ai hết. Ta tự lo thân ta được. Ông đi đi. Ông đi đi. Bà con nhận xong, qua chỗ tôi điểm chỉ nha. Tôi thay mặt người làng cảm ơn ông giáo giúp đỡ, cung cấp mọi thứ cho chúng tôi. Những gì cần làm nên làm thì tôi phải làm chứ. Chỉ mong từ nay cả làng ta sẽ khấm khá giàu có hết thảy. Bé Gạo ơi, dậy ăn cháo đi con. Ăn cháo thì mới mau lành bệnh được. Sao con vẫn còn sốt quá vậy? Trời ơi con tôi. Gạo ơi. Cô Tuyết ơi, mẹ con kêu con đem đồ qua cho bé Gạo đây ạ. Ôi cảm ơn bà hai quá. Bà thương cho bé Gạo quá. Có đồ ăn mẹ con nấu sẵn. Có gạo, muối mắm và có chăn mền, quần áo cho bé Gạo. Vườn rau nhà mình tốt quá. Cây trái thì ngon ghê luôn. Chắc phải kêu bà con qua ăn phụ, chứ không thì nó già uổng đi. Cái đó kêu là phong thủy tốt đó. Ừ, ở đây ai cũng làm việc chăm chỉ, vui vẻ, tự nguyện, không cần giám sát gì cả. Phụ đệ của ta, gia sản của ta, ai có thể cứu được nữa? Tôi chính là chiếc chìa khóa vàng có thể mở được chiếc rương chứa điều ước. Nếu cậu bé chịu vào rừng tìm chiếc rương thần cùng tôi, thì điều ước của cậu sẽ trở thành sự thật. Cháu xin lỗi bà. Cháu nghĩ cháu sẽ đi tìm rương thần và ước có một chiếc xe chở củi khác. À không, cháu sẽ ước có thật nhiều củi để bà cháu mình không phải đói khổ nữa. Nhưng hôm nay chúng ta không có gì để ăn hết. Cháu xin lỗi. Ta có thể đổi cho ngươi tất cả bánh mì mà ta có. Đổi lại, ngươi hãy giao chiếc chìa khóa vàng cho ta. Ông ở đây từ bao giờ? Đủ lâu để biết ngươi đang giữ chiếc chìa khóa vàng. Ôi, hôm nay ta cứ tưởng mất một xe củi nên đến tìm ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại mang về cho chiếc chìa khóa vàng. Có vẻ ngươi cũng không vô dụng như những tên lười nhác khác. Không, thằng bé không đổi gì cho ông hết. Ông về đi. Các ngươi nghĩ mình có thể ước một điều ước có giá trị ư? Như việc ước có một chiếc xe chở củi mới. Vậy điều ước của ông thì giá trị hơn à? Ngươi phiền phức hơn ta nghĩ đó. Việc của ngươi là phục tùng chủ nhân và biến điều ước thành sự thật, chứ không phải là hỏi những câu vớ vẩn đó. Vậy trước tiên ông phải bắt được tôi cái đã. Thả tôi ra. Nếu không muốn bị thương thì đứng yên đi. Cây kiếm này không có mắt đâu. Còn ngươi, chiếc chìa khóa vô ơn kia, nếu ngươi không bay lại đây thì ta sẽ giết chết ân nhân của ngươi đó. Ông thật độc ác. Không không, ngươi đừng hòng động đến thằng bé. Ta sẽ Bà già vô dụng như ngươi thì làm được gì chứ. Ê, bà ơi, bà ơi, bà có sao không? Bà ơi, bà đừng bỏ cháu. Bắt được rồi. Để xem ngươi chạy đằng nào nữa. Thả tôi ra, đồ độc ác. Bà không sao đâu, nhưng cháu đừng để mất điều ước của mình nha. Người dám. Bà ơi, bà có sao không? Bà ơi, bà cố chịu thêm chút nữa, cháu sẽ đi gọi thầy thuốc. Không cần đâu. Cháu hãy cùng chìa khóa vào rừng tìm điều ước của mình đi. Ta biết mình không qua khỏi đâu. Bà ơi, bà đừng nói vậy.
Bà đừng bỏ cháu một mình mà. Bà xin lỗi vì đã khiến cháu khổ sở lâu nay. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm bà của cháu. Lúc đó bà hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Bà ơi, bà đừng nói vậy. Bà cố thêm chút nữa thôi. Cháu đi gọi thầy thuốc tới ngay đây. Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha, đứa cháu tốt muộn của bà. Bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà bà ơi. Tôi xin lỗi, nhưng bà của cậu đã mất rồi. Không, bà ơi. Hãy nhìn lên bầu trời. Cậu có thấy ba ngôi sao sáng kia không? Người thân của cậu đang ở trên thiên đường và dõi theo cậu đó. Cảm ơn vì đã an ủi tôi. Nếu không cứu tôi, bà cậu đã không có chuyện gì. Tôi đúng là chiếc chìa khóa mang đến điềm gỡ. Cậu đừng nghĩ vậy. Người ta nói chỉ có người may mắn mới gặp được chìa khóa vàng thôi. Từ trước đến nay, rất nhiều người vì tôi mà hãm hại lẫn nhau. Tôi chẳng thấy may mắn gì cả. Chủ nhân cuối cùng của tôi cũng bị người thân hãm hại, nên mùa đông mới kéo dài mãi. Cậu kể thêm đi. Tôi rất muốn biết sao mùa đông lại kéo dài mãi mãi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về mùa đông này. Ngày xưa, vùng đất này có đủ 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nhưng có một tên bạo chúa ước mình có thể điều khiển thời tiết. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hắn đã bị ám sát vào một đêm mùa đông. Chính vì thế, không còn ai điều khiển thời tiết, và vì thế, mùa đông kéo dài mãi mãi. Khu rừng này trước kia có rất nhiều cây cỏ muôn thú, cảnh sắc đẹp vô cùng. Tôi cũng muốn được nhìn thấy 4 mùa. Từ khi sinh ra thì tôi đã sống trong mùa đông rồi. Tôi chưa từng biết những điều khác. Vậy chúng ta hãy đi tìm điều ước thôi. Nhưng tôi có nhiều điều ước quá. Nếu gặp được Rương Thần, tôi sẽ ước điều gì đây? Lúc ấy tự nhiên cậu sẽ biết câu trả lời thôi. Nhưng tôi tin đó là một điều ước tốt đẹp. Không ổn rồi. Có vẻ như bão tuyết sắp tới. Chúng ta sẽ bị tuyết chôn vùi mất. Hôm trước tôi bị kẹt dưới hồ băng cũng vì một cơn bão như vậy. Chúng ta tìm chỗ trú bão đi. Chú thỏ kia sẽ bị bão tuyết nhấn chìm mất. Phải cứu cậu ta nữa. Cảm ơn cậu. Hãy đi về hướng đông. Ở đó có một gốc cây rất lớn. Một chú thỏ biết nói sao? Vì cậu ta ở gần tôi nên cậu mới hiểu được ngôn ngữ của cậu ta đấy. Nhanh chân lên, cơn bão sắp tới rồi. Hãy trốn mau vào đây đi. Mùa đông thật lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cứu vùng đất này. Chúc cậu may mắn. Trên đường đi, nếu đói thì hãy ăn tạm những hạt kê tôi đưa nhé. Dù sao thì cậu cũng phải sống để tìm được điều ước trước đã. Cậu cũng cố gắng đợi mùa xuân tới nha. Đi qua chiếc hang này chúng ta sẽ tới nơi. Nhưng hãy cẩn thận đó. Rất nhiều người đều mắc kẹt trong chiếc hang này. Phải đối mặt thôi. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu rồi? Tôi không thấy gì hết. Ánh sáng. Có khi đó là đường ra. Chìa khóa ơi,
cậu ở đâu? Tại sao mình lại quay về làng? Thật kỳ diệu, mình đã về đến nhà rồi. Ôi, đứa cháu ngốc nghếch của ta, bà sẽ mãi mãi ở bên cháu, không đi đâu hết. Tay bà ấm quá. Con trai, mau rửa tay rồi vào ăn cơm nha con. Mẹ, cha, con nhớ cha mẹ quá. Từ giờ trở đi, cha sẽ luôn ở đây bảo vệ cho con. Mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con. Cha mẹ đừng bỏ con nữa nha. Trước khi ăn, con phải đi thay đồ cho sạch sẽ cái đã. Mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp đó nha. Quần áo mới? Thật sao? Đương nhiên rồi. Một cậu bé ngoan luôn xứng đáng có quần áo mới. Mình không cần đi tìm điều ước nào nữa. Điều mình mong muốn nhất đã có ở đây rồi. Thật là hạnh phúc quá. Tại sao cháu không bỏ chiếc khăn cũ kỹ trên cổ đi? Trông nó thật là nghèo nàn. Đúng rồi đó, bỏ nó đi. Mẹ mua rất nhiều khăn cho con mà. Nhưng đây là chiếc khăn quý giá nhất đối với con. Nó có quý giá bằng ta và ba mẹ của cháu hay không? Nó quý giá hơn bữa ăn thịnh soạn này sao? Quý giá hơn cả quần áo mới con đang mặc à? Chiếc khăn này là món quà kỷ niệm của bà cho con. Sao mọi người lại ghét nó chứ? Cha mẹ, họ đã mất rồi cơ mà. Còn bà thì vừa bị lãnh chúa hại. Có điều gì đó lạ lắm. Cuộc sống giàu có này là của mình sao? Không, đây không phải là thật. Còn nói gì vậy? Mau tháo chiếc khăn cũ ấy ra, rồi ăn cơm thôi. Có chuyện gì vậy? Sao cháu lại khóc? Cha, mẹ, bà, cảm ơn vì đã gặp con một lần nữa. Nhưng con không thể ở đây được. Những thứ này không thuộc về con. Đây chỉ là một giấc mơ. Chắc chắn là như vậy. Cậu đã thấy ảo giác gì vậy? Cậu có biết là mình đã hôn mê 7 ngày rồi không? Thì ra đó chỉ là ảo giác. Tôi còn tưởng mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Những ảo giác đó thực ra là bẫy. Nó cho ta thấy điều ta mong muốn nhất. Nhiều người đã không thể tìm thấy điều ước mà mãi bị kẹt trong cái bẫy chết người này. Tôi tưởng mình đã gặp lại bà và cha mẹ của mình. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Không sao đâu. Tin vui là cậu đã vượt qua thử thách này. Khi tìm thấy điều ước, cậu có thể ước ảo giác ấy biến thành sự thật. Vậy là chúng ta sắp đến nơi. Gần như vậy, trước mắt chúng ta còn một thử thách nữa thôi. Khi nào cậu sẵn sàng, chúng ta sẽ đi tiếp. Vậy thì đi thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Người đưa chiếc chìa khóa cho ta ngay từ đầu thì có phải đỡ mất công không? Tại sao ông lại ở đây? Thả cậu ấy ra. Ta nói ngươi là kẻ ngốc đâu có sai. Ngươi không đáng có được chiếc rương ấy đâu. Đồ ngu ngốc. Đừng nghe lời ông ta nói. Cậu không ngu ngốc. Thả ta ra. Đoán xem. Nếu các ngươi giờ biết thì cũng đã muộn rồi. Ngươi đừng vội mừng. Mau mau ngoan ngoãn chịu trói. Không được trách ta. Với sức mạnh của một mình ngươi và một cậu nhóc đòi đánh thắng tắc kè hoa đã tu luyện lâu năm như ta ư? Có bọn ta. Không, có ta nè, có ta nè. Có bọn ta. Các ngươi tới đúng lúc lắm. Mau hợp lực bắt lấy con yêu tinh này.
đừng để nó đi gây hại cho nhân gia. Không xong rồi, chúng người đông thế mạnh, ta trốn đi trước vẫn hơn. Mọi người cẩn thận, mau đuổi theo, nhất định phải tiêu diệt được nó. Tuân lệnh đại vương. Nhĩ, con có sao không? Con xin lỗi, giờ con phải làm sao đây? Chuyện đã lỡ rồi, bây giờ con mau về nhà, ta và mọi người sẽ đuổi theo con yêu tinh kia. Mạnh Cường đại vương, cho con đi đánh yêu tinh với. Không được, con tắc kè này rất nguy hiểm, con còn nhỏ, mau về nhà đi. Là mình đã phạm tội lớn, làm liên lụy đại vương và mọi người. Xông lên, ngươi đừng hòng chạy thoát. Để xem các ngươi có bản lĩnh gì mà đòi bắt ta. Chuyện gì thế này? Nó lại giở trò gì đây? Nghe nói con tắc kè này nó rất gian xảo, mọi người hãy cảnh giác. Không lẽ nào đây là hoa ma thuật có khả năng tấn công người? Tắc kè, tắc kè. Cho các người biết sự lợi hại của những bông hoa ma thuật, tấn công cho ta. Bắt kẻ qua, mau dừng tay. Lại là cái tên Mạnh Cường này, hắn ta không dễ đối phó đây, phải dùng cách khác mới được. Những bông hoa ma thuật, đồng loạt tấn công cho ta. Đại vương cẩn thận. Con đừng lại đây. Các người hãy đợi đây. Không được để nó bỏ trốn. Các người đã bị thương rồi, cứ ở đây đợi tin ta. Một mình ta sẽ đuổi theo con tắc kè kia. Nó bị ta chém một nhát, chắc chắn chưa thể đi xa được. Dạ đại vương, xin người hãy bảo trọng. Ta ra lệnh cho con không được đi theo ta nữa. Con có biết con tắc kè kia có thể hại chết con hay không? Là con đã vô tình giải thoát cho tắc kè qua, hãy cho con chuộc lại lỗi lầm, con có thể giúp sức cho người mà. Con có thấy bao nhiêu trai tráng trong làng còn bị nó hạ gục không? Con còn nhỏ, không phải là đối thủ của nó. Nhưng chính con đã ném tảng đá trúng nó, giải dây cho đại vương mà. Thôi được, bây giờ chỉ cần con có thể nhấc chân ta khỏi mặt đất trong vòng 3 tiếng đếm, ta sẽ cho con đi theo. Con đồng ý. Bắt đầu. Một. Sao hả? Con bỏ cuộc chưa? Hai. Vết máu chỉ dừng ở đây. Vậy con tắc kè hoa kia trốn ở đâu được chứ? Để xem các ngươi làm sao tìm được ta. Nguy rồi. Nó là loài tắc kè hoa, có thể linh hoạt biến đổi màu sắc. Như vậy sẽ rất bất lợi cho ta. Nó đang ở thân cây kia, người cứ tin con đi. Không ngờ đôi tay của con lại nhạy bén như vậy. Tốt lắm nhỉ, hãy giúp ta truy tìm con yêu tinh này. Ở tảng đá kia. Không, không. Mạnh Cường đại vương, người tỉnh lại đi. Đại vương. Giờ sao cậu nhóc, còn không mau chạy đi. Nể tình ngươi có công giải thoát cho ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đồ yêu tinh độc ác, ta sẽ không để ngươi yên đâu. Cậu thì làm được gì hả cậu nhóc? Cũng có chút bản lĩnh đó. Yeah. Không ngờ cậu bé này khi tức giận lại có một sức mạnh phi thường như vậy. Ta đã đánh giá thấp cậu ấy rồi. Hoa ma thuật, bao vây thằng bé cho ta. Ngươi có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một thằng nhóc thôi Phạm Nhĩ.
Đồn Tắc Kè Hoa độc ác. Tắc Kè, xin hãy tha mạng. Tôi chỉ là một con vật tội nghiệp mà thôi. Ngươi lại định lừa ta. Chính ngươi đã làm cho Mạnh Cường Đại Dương và nhiều người khác bị thương, vậy mà nói vô hại sao? Nhưng cậu nghĩ lại mà xem, là do họ đuổi đánh tôi trước, tôi bất đắc dĩ mới chống trả để thoát thân thôi mà. Mạnh Cường Đại Dương nói rồi, vì ngươi là yêu tinh, thả ngươi ra là làm hại cho thế gian. Tất cả quan cho tôi quá, ai cũng hiểu lầm tôi, sao mà tôi khổ quá. Nếu ngươi không làm hại ai, vậy tại sao ngươi lại bị nhốt trong gốc cây suốt nhiều năm qua? Vì tôi bị hãm hại nên mới chịu cảnh giam cầm nhiều năm qua. Tôi thật sự chỉ muốn thoát ra để tiếp tục tu luyện phép thuật, chưa từng có một ý muốn hại ai hết. Không được, có nói gì thì ta cũng không tha cho ngươi đâu. Tôi từng sống trên thiên đình. Ngươi nói sao? Có thật là ngươi từng sống trên thiên đình không? Đúng vậy, không chỉ sống trên thiên đình, tôi từng gặp cả Ngọc Hoàng và Dương Mẫu Nương Nương. Tôi có thể giúp cậu trở thành tướng lĩnh nhà trời, chẳng phải đó là ước muốn lớn nhất của cậu hay sao? Đúng là vậy, nhưng xưa nay ở núi Thiên Vân chưa ai được phong tướng hết. Cậu thì khác, cậu có sức mạnh hơn người. Nếu được tôi chỉ dạy thêm, cậu nhất định sẽ phát huy tiềm năng của mình, trở thành thiên tướng dũng mãnh nhất trên thiên đình. Nhưng chỉ cần cậu tha mạng cho tôi, đừng nhốt tôi vào gốc cây kia nữa, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, tuyệt đối trung thành với cậu. Được, vậy ta tin ngươi lần này, ngươi phải giúp ta lên thiên đình đó. Tất nhiên rồi, cậu hãy tin ở ta. Tất cả. Còn chuyện này nữa, bây giờ làm sao ngươi ở cạnh ta mà mọi người không nghi ngờ đây? Chuyện này tôi có cách. Tất cả qua, ngươi đâu rồi? Ngươi lại bỏ trốn sao? Tôi ở ngay trên tay cậu đây. Tôi đã hứa với cậu rồi, sẽ ở bên cạnh cậu giúp cậu trở thành tướng nhà trời mà. À, thì ra ngươi còn có thể thu nhỏ lại à? Đúng rồi, làm như vậy thì tôi sẽ dễ dàng ở bên cạnh cậu mọi lúc, mọi nơi mà không bị ai phát hiện. Tốt quá rồi. Cậu bé này có sức mạnh phi thường như vậy, nhất định sẽ có ích cho mình sau này. Tắc Kè. Mạnh Cường Đại Dương sắp tỉnh rồi. Nếu người hỏi thì ta phải làm sao đây? Được rồi, cậu cứ làm như thế này, thế này. Nhị, con đâu rồi? Thanh kiếm đã gãy như thế này, chẳng lẽ thằng bé lành ít dữ nhiều? Nhị, nhị, tỉnh lại đi con. Con có sao không? Con để con Tắc Kè Hoa chạy thoát rồi. Con xin lỗi. Bình an là tốt rồi. Con còn nhỏ, không phải là đối thủ của con yêu tinh gian ác cũng là điều dễ hiểu. Thôi, trời cũng gần tối rồi, ta sẽ cử người dây bắt nó sao. Giờ thì đi về thôi. Dạ, Đại Dương. Đại Dương, tình hình thế nào rồi? Người không sao chứ? Ta chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà con Tắc Kè Hoa quá gian xảo nên đã chạy thoát rồi. Ngươi dặn thanh niên trong làng luân phiên nhau canh gác trước bìa rừng, hễ thấy yêu tinh xuất hiện phải tấn công ngay. Tuân lệnh Đại Dương. Các ngươi làm sao biết ta đã ra khỏi khu rừng từ lâu rồi? Tắc Kè. Ngươi muốn bị phát hiện sao? Ta đã cho người bao vây mọi lối vào, vậy mà vẫn không có dấu vết gì của Tắc Kè Hoa. Thật lạ lùng, nó có thể trốn đi đâu được? 1, 2, 3. Ngươi nhìn xem, Mạnh Cường Đại Dương có võ nghệ thật cao cường, ngưỡng mộ quá à. Yên tâm, vết thương của cậu vừa bình phục, bắt đầu từ tối nay tôi sẽ dạy võ cho cậu.
Nè Phạm Nhĩ, cậu đã nói chuyện với ai vậy? Đâu có, tôi đâu có nói chuyện với ai đâu. Nè, chúng ta chơi trò gì cho vui đi. Được đó, mà chơi gì bây giờ? Tay của Phạm Nhĩ bị rách rồi, đâu thể chơi đu quay được nữa. À, không thể chơi đu quay thì Nhĩ, cậu làm ngựa cho bọn tôi cưỡi đi. Tại sao bọn chúng lại bắt cậu làm ngựa? Như vậy đâu có công bằng. Chúng đang bắt nạt cậu đó, Nhĩ à. Không được, nếu lúc nào tôi cũng làm ngựa thì đâu có công bằng. Chúng ta phải chia nhau ra làm ngựa thì mới phải chứ. À, có khó gì đâu. Vậy cậu làm ngựa trước và cõng người khác tới gốc cây kia. Chỉ cần cậu đẩy được người cưỡi xuống thì người đó sẽ làm ngựa thay cho cậu. Vậy cũng được. Vậy tôi sẽ xung phong cưỡi ngựa trước. Ngựa đâu, cúi đầu thấp xuống cho ta. Đi thôi. Cậu muốn làm binh tướng nhà trời mà lại để người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy à? Chạy ngoan nào gửi ơi. Cho hắn biết sự lợi hại của cậu đi nhỉ. Đừng để bị bắt nạt như vậy hoài chứ. Tới lượt cậu làm ngựa cho tôi cưỡi rồi. Đau quá. Thế Kiên, cậu có sao không? Tôi đau quá. Hình như bị gãy tay rồi. Ôi da. Chỉ là trò chơi thôi mà. Sao cậu mạnh tay vậy nhỉ? Tại cậu ấy cố tình làm tôi đau mà. Tôi chỉ đẩy nhẹ cậu ấy xuống. Cậu có giải thích cũng vô ích thôi nhỉ. Tôi còn nhớ cái hôm hai tay cậu bị rách khi chơi trò chơi đu quay. Đừng giật mạnh sợi dây. Tay tôi sắp không chịu nổi rồi nè. Do chúng mà cậu mới bị rách tay. Chúng chỉ muốn ức hiếp cậu. Chẳng ai thật sự quan tâm đến cậu đâu. Không phải vậy, nghe em đi. Nhĩ, cậu sao vậy? Sao tự dưng lại lớn tiếng với bọn tôi? Tôi không phải lớn tiếng với các cậu. Chỉ là... Dạo này cậu lạ lắm nha Nhĩ. Ngày trước có bao giờ cậu mạnh tay với bạn bè như vậy đâu. Bạn bè sao? Vậy có bao giờ các cậu coi tôi là bạn bè không? Hay chỉ toàn sai tôi làm này làm kia cho các cậu vui, bắt tôi làm ngựa cho cưỡi? Phạm Nhĩ, cậu bình tĩnh đi. Chuyện tay của cậu bị rách là vô tình thôi mà. Hả? Cậu ấy sao vậy? Trước đây cậu ấy có bao giờ nóng giận như vậy đâu. Tôi để ý, từ lúc vào rừng truy bắt tắc kè trở về, cậu ấy cứ như biến thành người khác vậy. Cậu vẫn còn buồn chuyện hồi chiều sao? Có tôi ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu. Tắc kè. Cảm ơn người, tắc kè qua. Thôi vui lên nào, vì kể từ hôm nay, tôi sẽ truyền dạy võ công cho cậu, để cậu sẽ trở thành người mạnh nhất núi Thiên Vân này. Hả? Người mạnh nhất núi Thiên Vân? Mạnh hơn cả Mạnh Cường Đại Dương sao? Tất nhiên, sức mạnh tiềm tàng bên trong cậu còn lớn gấp ngàn vạn lần tên Mạnh Cường kia. Chỉ là cậu chưa biết cách phát huy chúng thôi. Tắc kè. Tốt quá. Vậy ngươi mau dạy võ công cho ta đi. Được. Vậy trước tiên cậu phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình đã. Nhìn tảng đá lớn kia xem. Bây giờ cậu hãy đập vỡ nó bằng tay không cho tôi xem. Không thể nào. Bằng tay không thì sao có thể đập nó được. Tắc kè. Vậy cậu hãy tưởng tượng đây là người mà cậu căm ghét chẳng hạn. Hãy phát huy sức mạnh bên trong cậu nào. Tưởng tượng là người mình ghét ư? Phải. Là ai đã làm tay cậu bị rách? Là ai suốt ngày bắt cậu làm ngựa? Là ai đã cười cợt khi cậu muốn làm binh tướng nhà trời? Là ai chỉ biết lợi dụng cậu khiến cậu buồn tủi như hôm nay? Tắc kè. Quả nhiên Phạm Nhĩ sở hữu sức mạnh phi thường hiếm có. Chắc chắn sau này sẽ làm náo loạn đất trời một phen. Tắc kè. Ta làm được rồi. Tốt lắm. Hãy nhớ mỗi khi ra đòn, cậu phải thật quyết tâm, xem đối phương là kẻ thù của mình. Có vậy cậu mới phát huy được sức mạnh của mình chứ. Được, ta hiểu rồi. Còn bây giờ tôi sẽ chỉ cậu cách ra đòn chuẩn xác nhất. Nhìn kỹ đây.
cho quân đi tìm con gái. Liệu công chúa có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Ta cũng đang rất lo. Chiều mát nếu không thấy con gái trở về thì đích thân ta sẽ cùng quân lính ra ngoài cung đón công chúa. Làm sao để qua được bờ bên kia bây giờ? Có ai ở đây không? Cứu, cứu tôi với! Thì ra là một cụ đùa. Tại sao cụ lại bị kẹt ở đây? Chào cô gái xinh đẹp, hãy giúp ta, ta sẽ không quên ơn đâu. Ta không phải là cô gái xinh đẹp, mà là công chúa. Ta sẽ cứu cụ ngay bây giờ. Thì là công chúa. Dòng thác chảy mạnh quá, ta kẹt vào khe đá. Ta có nghe nói rằng tổ tiên của ta ở ngoài biển khơi, phải đi dọc theo con suối này là tới. Biển khơi là gì? Ta chưa bao giờ biết đến nó. Mẹ của ta kể rằng biển khơi là một cái hồ chứa nước vô cùng rộng lớn. Ta sẽ hỏi phụ dương và mẫu hậu về biển khơi. Nào, bây giờ ta sẽ giúp cụ. Ôi, sao cụ nặng quá, như là một tảng đá vậy. Nè khỉ con, cậu có thể giúp ta một tay không? Được chứ, để tôi giúp một tay. Nào, 1, 2, 3. Cảm ơn công chúa và khỉ con. Công chúa hãy trèo lên lưng của ta, ta sẽ cõng nàng qua suối. Thấy đẹp quá, trông như là nàng tiên. Cô ấy là ai? Sáng tới giờ ta chưa có gì lót bụng, ta đói quá. Thủy, ngươi định đem ta đi đâu nữa? Nè, ngươi làm gì vậy? Ta chóng mặt quá. Ôi, tôi không cố ý. Xin ngài tha tội. Vì tôi sợ quá. Không phải một phù thủy. Giọng nói của cô gái này trong trẻo làm sao? Xin hãy cứu ta. Ta là hoàng tử ban của Vương quốc Hy Vọng. Ngài là hoàng tử sao? Nhưng tại sao ngài lại ở trong cái hộp sắt, nằm trong rừng sâu này? Đó là cả một câu chuyện dài. Ta sẽ kể cho cô nghe ngay bây giờ. Nhưng mà cô là ai? Ta là công chúa Lina, con của quốc vương nước Hạnh Phúc. Ồ, Vương quốc Hạnh Phúc, cách vương quốc của ta hàng ngàn dặm. Lina! Lina! Con đâu rồi? Công chúa! Thôi, trời đã tối rồi, chúng ta cũng không thấy đường để vào rừng. Hãy dựng trại ở đây, sáng mai tiếp tục tìm công chúa. Công chúa Lina, nàng khóc à? Ta nghe chàng kể thật tội nghiệp. Khu rừng này thuộc Vương quốc Hạnh Phúc. Ta sẽ trở về và tìm cách cứu chàng. Hãy trở lại cứu ta, đừng làm ta thất vọng. Ta sẽ đợi, và phải chính là nàng đến cứu ta đó. Có ai biết đường ra khỏi rừng
chỉ cho ta với. Cậu chó, ăn đi, để lấy sức trở về nhà. Khỉ con sẽ chỉ đường giúp ta chứ. Trời tối rồi, không thể đi được nữa. Cô nắm dây này, tôi kéo cô lên đây ngủ. Đêm đó, Lina và chú khỉ con dựa vào nhau mà ngủ cho tới rạng sáng hôm sau. Ngoài bia rừng có một toán người đang gọi tên cô. Công chúa, hãy đi theo ta. Ồ, chắc đó là phụ vương đang tìm ta. Mà tại sao khỉ con lại tốt với ta như vậy? Vì công chúa rất hiền lành và tử tế. Tại sao công chúa không đi tiếp? Ta sợ những bông hoa hồng kia, chúng đã cào tay của ta chảy máu. Hay là công chúa trèo lên cây với ta, chúng ta sẽ cùng trèo qua các cành cây để đi. Gai hoa hồng sẽ không cạo được. Ôi khỉ con ơi, ta không phải là khỉ nên không truyền trên cây giỏi được như ngươi. Hỡi những bông hoa xinh đẹp, hãy rẽ lối cho ta đi. Ta hứa sẽ quay lại đem các ngươi về cung ở với ta. Thật sao? Nhưng chúng tôi đã ở đây rất lâu, gốc rễ của chúng tôi đã bám vào đất rất chặt, làm sao chúng tôi có thể đi theo công chúa được? Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, đây là quê hương của chúng tôi. Nhưng có thể gửi con cháu của mình vào cung theo công chúa. Con cháu của các ngươi đâu? Sao ta không nhìn thấy? Chúng đang nằm trong những chiếc hạt này. Công chúa mang về cung rồi gieo những hạt này xuống đất, con cháu của chúng tôi sẽ chui ra và khôn lớn. Nước chảy xiết quá, ta không thể qua được. Nàng hãy bám vào rễ cây này, chúng ta cùng đu qua. Ta sợ lắm, không đu được đâu. Hãy trèo lên lưng của ta, ta sẽ cõng nàng bơi qua suối. Tạm biệt khỉ con. Tại sao cụ vẫn còn ở đây mà không đi tìm tổ tiên của cụ? Ta đã quá già, thời còn trẻ ta mãi trong chơi, đến bây giờ muốn về thăm tổ tiên thì cũng không còn sức nữa. Cảm ơn cụ rùa, ta sẽ còn quay trở lại khu rừng này nữa. Tiến sâu vào rừng. Phụ vương ơi, con đang ở đây. Tại sao con lại ra nông nỗi này? Là có lỗi vì làm cho người lo lắng, xin mẹ tha lỗi cho con. Ta thật hối hận vì đã đưa con đi săn. Ôi, con yêu của ta, được nhìn thấy con trở về là ta vui lắm rồi. Thiếp cảm ơn ngài đã vượt qua nguy hiểm đưa công chúa trở về với thiếp. Hãy tổ chức yến tiệc linh đình đón công chúa trở về bình an. Các người mau mang tới đây. Đặt ở cái bàn này, chưa có gì cả. Nhanh tay lên, nhanh hơn chút nữa.
chúc mừng công chúa trở về bình an. Công chúa của chúng ta đã gặp bao nhiêu sự sợ hãi, giờ cần được nghỉ ngơi. Nghe Lina kể hết những gì đã trải qua mà thiếp đau lòng quá. Lina là một cô bé can đảm. Đây cũng là một trải nghiệm quý giá cho con bé. Cha ơi! Thưa cha, con cầu xin người cho phép con đi vào rừng để giải cứu hoàng tử trong chiếc hộp sắt. Không được. Lần này ta không thể chiều theo ý của con. Nhưng con đã hứa với hoàng tử nước hy vọng là sẽ quay trở lại cứu chàng ấy. Lần này ta cũng thuận theo ý của quốc vương. Lina, con không thể nào rời khỏi cung. Thưa cha mẹ, dù con rất sợ khi phải quay lại khu rừng đó, nhưng vì con thương cảm cho hoàn cảnh của Dương quốc hy vọng đã bị phù phép bởi mụ phù thủy, nên thiếp cầu xin ngài hãy nghĩ cách giúp công chúa. Thiếp không muốn Lina rời khỏi cung, nhưng cũng không nỡ nhìn công chúa buồn phiền. Thôi được rồi, nàng hãy đưa công chúa về nghỉ ngơi, để ta cùng với quan cận thần suy nghĩ xem sao. Ta không thể để công chúa ra ngoài cung thêm một lần nào nữa, nhưng lời hứa giải cứu hoàng tử thì không thể không làm. Người có ý kiến gì không? Tâu quốc vương, theo ý của thần thì ta nên chọn một cô gái khác đi thay công chúa. Ý của người là sao? Nói rõ cho ta nghe xem. Ở ngoài cung có một cô gái con nhà xây lúa, nàng ấy cũng khá xinh đẹp và hoạt bát, cũng trạc tuổi với công chúa Lina. À, ta hiểu rồi. Ngươi hãy đi thuyết phục cô gái ấy, nhớ bảo với cô ta rằng nếu làm tốt, về cung sẽ được ta ban thưởng hậu hĩnh. Tâu quốc vương, thần sẽ đi ngay đây. Câu chuyện là vậy, nếu nhà ngươi đi và làm tốt thì khi về cung sẽ được nhà vua ban thưởng hậu hĩnh. Nếu tôi đi gặp nguy hiểm mà không thể trở về thì sao? Đây là lệnh của quốc vương, ngươi không thể không nghe lời. Tại sao không phải là cô gái khác mà lại là ta? Ta sẽ không đi đâu hết. Hãy bắt cô ta giam vào ngục. Ngươi đừng khóc lóc như vậy. Ngươi bị nhốt trong hộp sắt là một hoàng tử đấy. Nếu ngươi giải cứu được hoàng tử thì ngươi sẽ được chàng ta cưới về làm vợ. Thực tế sao? Chưa kể trong hộp sắt ấy có chứa rất nhiều vàng bạc và châu báu. Được, ta sẽ đi. Hãy đưa ta ra khỏi đây. Ta... Cô hãy cẩn thận, tôi sẽ chờ cô tại đây. Thỏ con ơi, mẹ nướng chiếc bánh sinh nhật cho con đã chín rồi. Con hái táo xong chưa? Dạ, con xong rồi đây. Ôi da, mẹ ơi, cứu con với. Ôi trời đất ơi, cái đầu của con xương to quá. Mẹ sẽ cõng con đi bác sĩ sốc. Nhiều cà rốt quá, ta phải nhanh tay lấy một ít mang theo. Thủ lĩnh xem đây nè, tiền vàng này là tôi cướp được của bọn lái buôn người nước ngoài. Ngài coi kỹ đi. Đúng rồi, như vậy là người có những món này đã đi ngang qua đây vào rừng. Nó đã vào được hang động của chúng ta. Anh Kasim ơi, anh có nhà không? Thưa ngài, có Alibaba tìm, ngài có tiếp không? Cái tên này, có việc gì mà cứ tìm ta suốt vậy? Thôi được rồi, cho hắn vô đi. Chú mày lại đến đây mượn tiền nữa phải không? Xin giúp đỡ nữa chứ gì?
Phải rồi, nhìn bộ dạng của hai vợ chồng là ta đã hiểu. Thôi, có gì thì nói nhanh đi, tụi tôi còn ăn trưa nữa. Dạ không. Vợ chồng chú mày cầm về, nhớ bảo quản cẩn thận rồi mang trả lại cho ta đấy nha. Dạ dạ, em biết rồi, chúng em cân xong sẽ mang trả. Em cảm ơn anh chị. Đây là lương thực cậu đem về mà ăn. Hôm bữa thấy cậu đến mượn mà ông chủ không cho. Tôi cảm kích cậu vì đã giúp tôi nhặt mấy cái lọ. Ồ, không có gì đâu, cảm ơn cô. Nhưng cô đưa như vậy anh Kasim biết thì sao? Anh ấy mà biết thì ảnh hưởng đến cô nữa đó. Nhà ông chủ lương thực chất đầy kho, ông ấy không biết đâu. Oriana, mày hay lắm, dám lấy đồ của tao mà cho người ngoài. Vợ chồng Kasim ngạc nhiên vì Alibaba mượn cân nên Kasim bí mật đi theo. Chính vì vậy anh ta trông thấy Moriana lén lút cho em trai mình lương thực nên hắn rất tức giận. Tao đuổi mày ra khỏi nhà, nhưng mày phải trả tao 100 đồng bạc tiền chuộc thân trước đã. Nếu không tao sẽ mang mày lên quan trừng trị. Tôi làm công cho ông chủ cả năm nay thì ngài cũng phải trừ lại tiền công chứ. Trừ cái gì mà trừ? Mày ăn ở nhà ông còn chưa tính nữa đó. Anh Kasim, tiền chuộc thân đó em sẽ trả thay cho cô ấy, nhưng cho em hẹn lại vài ngày sẽ trả cho anh đầy đủ, có được không? Xem nè, Alibaba mượn cân của chúng ta để cân những đồng tiền vàng đó. Sao có thể như vậy được? Bọn nó nghèo khổ đến cái ăn cái mặc còn không đủ mà. Vợ chồng Alibaba đổi những đồng tiền vàng và bán một ít trang sức. Họ đã sửa chữa lại căn nhà thật khang trang, mua y phục, thức ăn để trao tặng bác Ami và nhiều người nghèo khó trong làng. Đồng thời, Alibaba cũng trả tiền chuộc thân cho Moriana. Alibaba tốt bụng lắm, ai nghèo khó đều được anh ấy cho lương thực. Đúng vậy á, nhà tôi đói mấy hôm nay, cũng may vợ chồng cậu ấy cho lương thực mới sống được đó. Thiệt là không hiểu nổi, tụi nó làm gì mà có tiền để giúp người rồi lại cân tiền vàng nữa chứ. Hay là nó là cướp. Này cậu ơi, còn nhớ ta chứ? Con chào ông. Con còn nhớ chứ? Ông đã gặp được con gái ông chưa? Ta gặp được con gái rồi. Tâm sự là nhờ cậu giúp đỡ cả. Nhưng mà... Sao vậy ông? Con gái ông làm sao hả? Không sao. Ý của ta là cha con ta vẫn còn khó khăn quá, chưa thể trả ơn cho cậu được. Chẳng những con không cần ông trả ơn, mà con còn muốn biếu ông thêm chút ít sinh sống nữa. Không, cảm ơn cậu, ta không nhận đâu. Ta chỉ khuyên cậu một câu á, chuyện của mình thì đừng cho người khác biết. Ờ, ông nói vậy nghĩa là sao? Phải điều tra cho ra kẻ nào, kẻ nào cả gan dám đột nhập vào đây lấy vàng của ta. Phải rồi thủ lĩnh, phải tìm cho ra kẻo nó tẩu tán hết tài sản của chúng ta. Phải trị tội nó. Vợ chồng chú mày đến đây có gì không? Lại xin hay mượn gì nữa phải không? Dạ không, tụi em tới biếu anh chị một ít trang sức. Thần linh ơi, ở đâu có nhiều trang sức vậy? Trang sức nhiều như vậy không thể nào trong thời gian ngắn mà vợ chồng chú có được. Chờ ta một chút. Có phải là các ngươi mượn cân của ta để đong đếm những đồng tiền vàng này hay không? Dạ thưa chị. Alibaba, chẳng lẽ anh em với nhau mà chú giấu giếm ta cái gì sao? Hay chú là cướp? Bọn cướp mà gần đây hoành hành khắp nơi. Dạ không phải đâu anh.
Vậy vợ chồng chú tìm ở đâu ra nhiều trang sức và tiền vàng nhanh đến như vậy chứ? Hai người còn bố thí giúp đỡ người nghèo nữa. Đừng tưởng là đê ca này không biết nha. Ta chỉ khuyên cậu một câu á, chuyện của mình thì đừng cho người khác biết. Thưa anh chị, đâu phải ai có tiền vàng thì đều do làm việc bất chính mà có đâu anh chị. Vợ chồng em cam đoan không hề làm những điều gì sai trái. Ta chỉ cần vợ chồng chú luôn chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Chứ mấy thứ vật chất này, nhà ta đâu có thiếu đâu. Chú không nghĩ tình anh em mà nói thật, thì ta sẽ đi tố cáo vợ chồng chú là đồng bọn của bọn cướp. Dạ, em không có ý giấu giếm gì anh cả. Chuyện là thế này. Ở đó còn nhiều vàng bạc không? Chúng ta đến đó để lấy thêm được không? Phải rồi, chúng ta đến đó ngay đi. Anh Kasim ơi, bọn cướp rất hung bạo, chúng ta lấy nhiêu đây là đủ rồi. Nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. À, chú sợ ta giàu có hơn nên ngăn cản không cho ta đến lấy vàng chứ gì? Nếu sợ anh giàu hơn thì tụi em đã không mang trang sức qua biếu và kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi. Dạ đúng vậy đó anh. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Đừng tham thì thâm. Hứ, bọn ta lớn rồi, không cần các ngươi dạy đời đâu. Người hầu đâu? Tiễn khách. Ông chủ ơi, sắp đến nơi chưa? Chưa đâu, còn một đoạn nữa. Xa vậy sao? Mà ông giàu rồi, đi lấy kho báu làm gì nữa? Nhiều chuyện, đi nhanh đi, hay muốn ta đuổi ngươi bây giờ? Ông chủ ơi, nhìn ông lão có vẻ kiệt sức. Ông cho ít nước uống hay thức ăn được không? Đây không phải là chuyện của ta. Mau đến nơi lấy kho báu rồi về sớm. Đừng có nhiều lời làm hỏng việc hết đó. Nhưng mà ông lão ấy... Ngươi là người hầu của ta hay là của ông già đó hả? Người đâu mà vô tình quá vậy? Cậu chủ đã cho tiền để tôi chuộc thân. Vậy bây giờ tôi xin làm người hầu cho gia đình của ngài. Ồ không, cô đừng nói vậy. Đó là việc tôi phải làm thôi. Cô đã tự do rồi, tôi sẽ tặng cô một số bạc để có vốn buôn bán kiếm sống. Nếu ngài nói như vậy thì cho tôi theo hầu gia đình ngài một năm. Xin ngài đừng từ chối. Đây rồi, kho báu đây rồi. Chính là chỗ có tảng đá lớn này nè. Vậy ông vào lấy nhanh còn về nữa. Người câm miệng đi, để yên cho ta nhớ câu thần chú coi. Thần chú mở cửa hang là ba la. Vậy thì thần chú sẽ là a lê ba la bê lê ba la. À, nhớ rồi. Vừng ơi mở ra. Mở rồi. Ông ơi, bao đầy lắm rồi, sao ông không ngừng lại, còn về? Sao nhà ngươi cứ đồ dời hoài vậy? Có muốn ta chia cho một ít vàng bạc không? Nhanh tay đi! Được rồi, ta về thôi! Nhưng kìa, con thằng chú! Ông ơi, có phải cái gì mà... Vừng... Đúng đó. Vừng ơi, mở ra. Mở rồi, nhanh đi. Đi bọn cướp để về. Tiếng gió ngựa gần quá. Hay chúng ta bỏ lại bớt vàng bạc rồi chạy nhanh đi ông. Đồ ngu, người muốn thì cút đi. Cút ngay đừng để ta thấy mặt. Số kho báu này phải là của ta. Thì ra là ngươi. Sao dám vào hang động lấy đồ của ta? Nếu người muốn sống thì khai ra đồng bọn của ngươi cho ta biết. Tôi... Không phải. Tôi không có lấy gì hết á. Đồ ngu, ngươi nghĩ là ngươi chạy được à? Mày đâu? Bắt lấy nó. Dạ. Người đâu? Cứu ta. Cứu ta dơi.
Thần Linh ơi! Thần Linh ơi, không xong rồi, bọn cướp ma rợn quá. Bà chủ ơi, không xong rồi, chết rồi, chết rồi. Nè 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 nè, ngươi làm gì mà la ó sùm vậy? Ai chết? Ông Kasim bị bọn cướp giết rồi bà ơi. Cái gì? Ngươi nói sao? Chồng ta đâu? Kho báu đâu? Con bảo ông bỏ trốn, nhưng ông không nghe. Bọn cướp đông lắm, con không thể. Đồ ăn ngại, ngươi chết đi. Tại sao không bảo vệ được Kasim chứ? Ngươi còn dám giám sát về đây nữa hay sao? Ngươi chết đi, chết đi nè. Ngươi đâu? Mau đi tìm Kasim về, nhanh lên, băng mồi da. Thưa cậu chủ, bên nhà ông Kasim đã xảy ra chuyện. Tôi nghe nói là ông ấy bị bọn cướp bắt và giết rồi. Thần Linh ơi, là ta hại chết anh ấy rồi. Chàng đừng quá đau buồn, chàng cũng không hề muốn chuyện này xảy ra mà. Cậu chủ biết rõ chuyện này sao? Xin cậu chủ hãy nói rõ câu chuyện cho tôi biết. Nếu như ngài tin tôi. Đội, anh đội, đội. Mày đánh nó tiếp đi. Nó kêu đói kìa. Hay thủ lĩnh cho nó ăn chút gì đi, rồi nó sẽ khai thôi. Tao để cho nó chết đói luôn. Dám lấy chồng báo của tao thì tội của nó đáng chết cả trăm lần. Đứa nào tạt nước cho nó tỉnh dậy, bắt phải khai ra. Đội, đội quá. Ngươi khai rõ là người nào đã biết hang động này thì ta cho ngươi ăn. Mau nói đi. Ali. Hắn nói tôi nghĩ là hắn nói thánh Ala là đồng lõa với hắn đó thủ lĩnh. Mày đúng là cái thằng ăn hại mà. Nó không khai ra thì cho nó chết đói đi. Tôi đã hiểu rõ câu chuyện rồi thưa cậu chủ. Giờ tôi tính như thế này. Ngày mai lúc trời gần sáng, cậu cùng với tôi đi vào đó, núp bên ngoài chờ bọn cướp đi khỏi. Chúng ta đi vào hang động đem xác ông Kasim về. Cậu chủ nghĩ sao? Mujiana nói đúng đó. Chàng nên đem xác anh Kasim về. Ta chỉ e rằng khi bọn cướp trở về sẽ thấy mất cái xác anh Kasim. Bọn chúng sẽ xuống làng làm hại người dân ở đây. Ngài nghĩ như vậy cũng đúng. Nhưng chúng ta không thể bỏ xác ông ấy được. Giờ phải đề phòng bọn cướp và cảnh giác thật cẩn thận. Vân ơi, mở ra. Kasim ơi, sao chàng bỏ em mà đi? Một mình em ở lại với cơ hội này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Kasim ơi, chàng tỉnh dậy đi. Anh Kasim ơi, sao ra nông nỗi này hả anh? Phải chi anh đừng đi thì mọi chuyện đâu như thế này. Người tránh ra đi, đừng có giả vờ khóc lóc nữa. Nếu không tại người thì chồng ta đâu có chết hoang ức như vậy đâu. Người bia đặt kho báu để hại chết Kasim có phải không? Chị Đê Ca, chị đừng kích động như vậy. Em chỉ còn anh Kasim là máu mủ, làm sao có thể hại anh ấy được. Chị bình tĩnh lại đi. Alibaba, em nghĩ mình nên về để chị ấy đỡ kích động. Ta buồn cho anh Kasim quá. Giá mà nghe lời ta thì đâu ra cớ sự này. Em hiểu, nhưng chàng đừng đau buồn nữa. Cũng do anh ấy quá tham lam. Nàng đừng nói nữa, ta đau lòng quá. Em xin lỗi, em chỉ muốn an ủi chàng thôi. Nhưng Alibaba,
anh Kasim chết như vậy. Em nghĩ chúng ta nên thu xếp giải quyết làm sao để tránh người ta bàn tán. Nàng nói phải, nhưng bây giờ ta cũng không biết phải làm sao. Đầu óc không nghĩ ra được gì. Xin hãy để tôi lo việc này. Có ai ở nhà không? Tôi cần mua thuốc. Có ta. Ai đó? Vào đây đi. Bác ơi, bán cho con liều thuốc chữa bệnh sốt. Ông chủ nhà con bệnh nặng mấy ngày không hết. À, là ông Kasim đúng không? Ông ấy sốt lâu chưa? Dạ, đã gần một tuần rồi bác. Trông ông chủ mệt mỏi và kiệt sức lắm. Đây, cô về cho ông Kasim uống đều đặn sáng và tối. Ăn uống đầy đủ cho lại sức thì sẽ mau khỏe lại thôi. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn bác. Bà ơi, đã mấy ngày rồi bà không ăn gì cả. Bà ăn đi cho lại sức. Chuyện đã xảy ra rồi, bà đừng buồn nữa. Mojana, mọi việc trông cậy vào ngươi, ta chẳng còn biết gì nữa. Tội cho chị Deka quá, bây giờ sống cũng không vui vẻ gì hết. Ừ, cũng may có Mojana thu xếp mọi việc yên ổn. Chứ chị Deka còn tâm trí nào để làm gì đâu. Mojana, việc ta nhờ cô đã xong hết chưa? Dạ thưa ngài, tôi đã cho người khâm liệm cái xác của Kasim rất cẩn thận. Ngày mai sẽ là ngày chôn cất ông ấy. Sáng mai tôi sẽ ra nhà thầy thuốc báo với người bán rằng ông chủ đã mất vì bệnh sốt kéo dài. Mọi thuốc thang đều không hiệu quả. Tốt quá, cô thật là nhanh nhẹn và giỏi giang. Nếu không có cô thì vợ chồng tôi chẳng biết làm sao cả. Ngài đừng ngại, tuy ông bà Kasim tham lam